Chào mừng các bác đã ghé thăm kênh điện máy Long Hải. Hình ảnh các bác đang xem là quá trình test kiểm tra và đóng gói máy sấy đất động cơ dầu Kama 173 chính hãng gửi cho anh Tùng tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2021 trở đi, đa số các bác khi mua sắm máy để phục vụ trong nông nghiệp đều chọn mua máy sấy đất động cơ dầu Kama chính hãng bởi những ưu điểm vượt trội so với dòng máy sấy đất động cơ dầu loại thường như tiết kiệm nhiên liệu hơn, ổn định, bền bỉ hơn. Giá thành chênh lệch chỉ từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng tùy theo công suất động cơ. Hiện nay tất cả các sản phẩm máy sấy đất động cơ xăng hay dầu đều được Điện máy Long Hải hỗ trợ miễn phí vận chuyển, giao hàng và thanh toán tại nhà khách hàng. Đồng thời các bác được bảo hành 12 tháng tại nơi sử dụng sản phẩm. Mọi vấn đề liên quan đến bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, các bác chỉ cần gọi điện, nhân viên kỹ thuật của Điện máy Long Hải sẽ phục vụ tận tình, chu đáo. Ngoài ra, Điện máy Long Hải còn cung cấp nhiều loại máy phục vụ nông nghiệp khác như máy cắt cỏ, máy cưa xích, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy rửa xe, máy bơm nước và phụ tùng thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cho các loại máy kể trên. Điện máy Long Hải cung cấp sản phẩm trên toàn quốc, hàng chính hãng với giá tốt nhất thị trường hiện nay, miễn phí ship khi nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra và thanh toán tại nhà. Mọi ý kiến phản hồi cũng như đóng góp các bác có thể bình luận dưới video này. Ủng hộ kênh bằng cách các bác hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng đón nhận những video mới nhất của Điện máy Long Hải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.